sắc hợp phẩm về đứa trẻ Ukraine. Tiếp tục tan nữa chết được. Trong ngày 28 tháng 2, và tất cả 193 thành viên của Liên Hiệp Quốc đều có cơ hội đưa ra quan điểm đối với vấn đề Ukraine. Trước đó, hôm 25 tháng 2 vừa qua, Nga đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết về di cư dân sự của nước này ở Ukraine. Dự thảo nghị quyết không được thông qua tại hội đồng bảo an, chính Mỹ và các nước phương Tây kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về biện pháp tương tự tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger vừa cho biết nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại thủ đô Bratislava với hai bên đồng ý. Theo hãng thông tấn Sputnik News của Nga, trong một bài phát biểu được sao giải cứu tản lời sao mà mãi đốt. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger nói rằng mong muốn Bratislava là một trong những địa điểm có thể diễn ra những cuộc đàm phán giữa Nga. Ông cho biết Slovakia sẵn sàng là một điểm có thể để tổ chức những cuộc đàm phán như vậy nếu nhận được lời đề nghị của Sở. Liên qua Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nahn cho biết về các quốc gia Trung Âu này đã nhất trí cung cấp thiết bị quân sự với tổng giá trị 4,5 triệu euro cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và tên lửa chống tăng. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Ukraine dự kiến sẽ gặp phái đoàn Nga tại thành phố Kuman của Belarus vào sáng thứ hai giờ địa phương để tiến hành hòa đàm. Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, đến nay nhiều nước châu Âu đã cho bộ kế hoạch đón quân nhà của quốc gia này. Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đêm qua cho biết hiện có khoảng 1.000 đến 2.000 người tị nạn Ukraine đã tới lãnh thổ nước này. Cơ quan trên nói thêm sẽ không giới hạn số lượng người tị nạn Ukraine được tiếp nhận và họ sẽ được cấp quy chế cư trú tạm thời trên cơ sở đơn đăng ký của từng cá nhân. Trước đó, kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar đưa tin hàng ngàn người Ukraine đã đổ về khu vực biên giới giữa nước này với Ba Lan, Rumania và Moldova. Thế giới có đủ nhà cung cấp năng lượng để thay thế Nga trên thị trường khí đốt trong vòng 5 năm tới.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác hay OPEC cộng dự kiến sẽ nhóm họp vào giữa tuần này để thảo luận việc nới lỏng hạn hán khai thác nhằm giảm giá dầu thô trên thế giới. Truyền thông phải đặt số đêm qua dẫn lại Bộ trưởng Năng lượng nước này các mỏ khí đốt mới được phát hiện ở miền Trung Ả Rập Xê Út, sa mạc Antipater, khu vực gần biên giới phía Bắc và ở miền Đông nước này. Bộ trưởng Năng lượng Abdulaziz bin Salman cho biết Ả Rập Xê Út mong muốn tăng cường sản lượng khai thác khí đốt và đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện trong nước ngày càng tăng do có thêm nhiều dầu thô phục vụ xuất khẩu. Bộ trưởng Abdulaziz bin Salman không thông báo chi tiết số lượng mỏ khí đốt tự nhiên chưa được phát hiện ở Ả Rập Xê Út. Sau không cho biết hai mỏ trong số đó là khí đá phiến. Các giếng khí đốt thông thường nằm trọn trong lòng đất. Loại khí đốt tự nhiên này nằm sâu dưới nhiều lớp đá, đòi hỏi kỹ thuật khai thác đặc biệt. Nói gì? Bộ Y tế nước này hôm qua cho biết đã không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào do COVID-19 ở ngày thứ tư liên tiếp. Trong vòng 24 giờ qua, Cuba ghi nhận 1630 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.069.387 người. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi ở Cuba đạt 99%. Nước này hiện chỉ còn khoảng 2.600 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Chính phủ Cuba nhận định yếu tố lớn nhất giúp nước này kiểm soát tốt dịch COVID-19 là chính phủ đã nhận định ngay khi các loại vaccine do Cuba tự sản xuất gồm Astrala, Soberana 02 và Soberana Plus được thử nghiệm thành công và được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước. Đến nay gần 90% dân số Cuba, tức khoảng 10 triệu người, đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, trong khi khoảng 6 triệu người đã tiêm liều thứ tư. Có thể công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có hơn 75% người dân trên thế giới ủng hộ việc cấm sử dụng dầu nhựa từ một lần. Theo Ipsos, nhận thức của người tiêu dùng về mối nguy hiểm của rác thải nhựa cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đã được nâng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Cuộc khảo sát được thực hiện với trên 20.500 người trưởng thành dưới 75 tuổi tại 28 quốc gia trên thế giới. Các nước Mỹ Latin, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có tỷ lệ người dân ủng hộ việc cấm sử dụng đồ nhựa như một lần cao nhất với hơn 30%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Bắc Mỹ là 61%. Phần lớn những người được hỏi cho biết sẽ sử dụng bao bì nhựa ít nhất có thể. Họ cũng kêu gọi các nhà sản xuất và các hãng bán lẻ thực hiện nhiều giải pháp hơn để giảm thiểu rác thải nhựa, tái sử dụng và tái chế bao bì nhựa. Còn công ty Ipsos công bố kết quả cuộc khảo sát nói trên trước thềm hội nghị thượng đỉnh về môi trường của Liên Hợp Quốc dự kiến khai mạc vào ngày hôm nay 28 tháng 2 ở thủ đô Nairobi của Kenya. Các nước sẽ tập trung thảo luận về một thỏa thuận toàn cầu nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Trong tuần lễ thứ hai công chiếu bộ phim Uncharted giới thiệu về tiếng Việt là thợ săn hổ dần, một phần nữa yêu cầu bản xếp hạng cho bộ phim hành khách chết tại phim Việt Bắc Mỹ, đánh dấu lần thứ 8 trong vòng 2 tháng qua. Một bộ phim do nam diễn viên Phạm Hồng Lan cũng đề chính, chính giữ ngôi vị quan trọng. Sau bộ phim Lâm Tấn Người Nhện Không Còn Nhà, bộ phim Thợ Săn Cổ Giật tiếp tục chứng tỏ sức hút của ngôi sao.